Cả một thời làm YouTube mong được 10.000 like, nhưng đâu biết lớn lên like càng ít đi đó. Trời ơi, chuyện của anh em ơi. Trời ơi, làm YouTube gì đâu mà kênh chưa có một video nào được 10.000 like hết. Ủa, hình như có mà ta. Ơi, nhưng mà lâu lắm rồi mình chưa có video nào 5.000 like luôn, chứ đừng có nói 10.000. Ủa, anh em xem video giờ này ít like cho mình quá, chán hết sức luôn á, riết không muốn làm video luôn á trời, chán ghê luôn á trời. Thôi phải chào anh em cái đã. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với series Trường Học Ma Quái. Yeah, ok. Ok. Và anh em thấy là skin của mình hôm nay nhìn lạ không? Đó, thì hiện tại là mình đang mặc một cái bộ skin phiên bản Mini World, cho nên nhìn có thể là nó sẽ không được đẹp như là ở trên phim. Nhưng mà mình xin giới thiệu anh em, mình chính là Thor. Đó, hôm nay mình đã biến thành Thor nè. Và xin giới thiệu anh em thêm một lần nữa, đây chính là cây búa của mình. Đây, lấy cây búa cho anh em xem nè. Cây búa nhìn ngầu chưa? Lượm cây búa nè. Ok, gắn cái bảng lại nữa. Ok rồi. Đây, thấy cái búa bự không? Trời ơi, cái búa bự chằm nhằm thấy không? Nè nhìn nè. Ôi, cái búa nó bự gì đâu á trời. Ui, nhìn nè, đập nè, bẹp bẹp bẹp. Trời ơi, cây búa này mà lấy mà đập đầu anh Dịch thì trời ơi, xong anh Dịch luôn. Ok, một cây búa đúng bự luôn anh em. Thôi, mà mình nghe nói là cây búa này á là chỉ có một mình Thor là mới cầm được thôi. Mà hình như là trong phim Endgame á, hình như là có thêm Captain America cầm được nữa. Nhưng mà bây giờ mình sẽ thử mình cầm cái búa này, mình qua bên trường mình khoe với mọi người mới được. Trời ơi, lâu lâu biến thành nhân vật của Adventure, mình phải đi qua mình khoe cái búa chứ đúng không? Ok, thôi bây giờ mình phải đi qua bên trường để khoe cái búa đây. Sẵn rồi, có gì cho mọi người cầm thử cái búa luôn. Cái gì vậy? Cái nhà của tôi. Chết tôi rồi, kỳ này anh Dịch về anh giết tôi chết. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì, chuyện gì vừa xảy ra vậy trời? Leo lên. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cái nhà của tôi. Oh my god, cái nhà của tôi. Ủa, anh em ơi, mình mới vừa tính mở cái cửa, mình mới vừa dùng cái búa mình đập vô cái cửa cái thôi mà nó bể luôn nguyên cái ngôi nhà của mình luôn. Trời ơi, trời, chết mình rồi. Kỳ này anh Dịch về giết mình quá. Ôi, nhưng mà cây búa này mạnh nó nhảy luôn hả ta? Đâu, để mình thử lại coi. Cái cây khế nè, mình thử đập cây khế coi. Ôi, bẹp. Ôi, cây khế đâu rồi? Rồi, trời ơi, mất tiêu cây khế luôn. Trời ơi, ghê vãi nồi. Lấy cái búa này đập một cái thôi là banh luôn cây luôn anh em ơi, ghê vãi nồi. Ok, thử lại nha. Bẹp. Bẹp. Trời ơi. Thôi, cái này là mình đập phá luôn cái thành phố này được luôn anh em. Hồi anh em nhìn cái búa nó mạnh kìa. Wow. Đâu, để mình thử ra cái đống cây nè, cái đống lá cây nè. Búp. Rồi, mất tiêu đống lá cây luôn. Ok, từ cái hàng rào nè. Búp. Trời ơi, đập một cái thôi là lúng luôn cả đất luôn. Ok, cái đường bằng nhựa siêu cứng luôn nè. Đập thử nha. Ui, bẹp. Oh my god. Trời ơi, không tin được. Cây búa này nó mạnh đến nỗi mà mình đập bể luôn cả thế giới luôn anh em ơi. Kỳ này chắc anh Dịch về là anh Dịch lại tốn tiền sửa nhà nữa rồi. Cái này sao ta, cái này mình không biết, mình không có lỗi nha. Chắc là thôi để cho anh Dịch về, anh Dịch tự sửa nhà đi. Giờ mình phải qua mình khoe cây búa cho mọi người cái đã. Bye bye anh Dịch nha, em đi nha. Dạ dạ, em đi đây. Dạ dạ. Hát xì. Rồi xong luôn, mình lỡ mình hát xì mình đập cái bể cái nhà của ông hàng xóm nó rồi, chết rồi. Thôi cái này chắc để anh Dịch đền luôn đi ha. Mình phải đi qua trường đây. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua bên trường để mình khoe cây búa của Thor nha. Cây búa này cực kỳ nổi tiếng. Anh em ơi, trước mặt mọi người đây chính là một cái tivi, một cái gương, một trái tim tì và một cái thùng cực kỳ nặng. Ở đây là những đồ vật cực kỳ nặng, và ai nếu mà ai khinh được những đồ vật này, người đó sẽ nhận được 1.000 kim cương. Có ai dám làm không? Trời ơi, hàng gì thấy mọi người đứng đây đông quá vậy? Ở đây thì chắc là không ai có thể làm được rồi, bởi vì ở đây toàn là những người con người yếu ớt, không có ai mạnh như hiệp sĩ ta đây. Ta chính là hiệp sĩ người khỏe nhất trong cái ngôi trường này. quê, ông kia ông nói gì đó sao mà nghe có vẻ ông kiêu ngạo quá vậy trời. Nghĩ sao mà ông là người khỏe nhất ngôi trường này, còn nhiều người khỏe hơn ông nhiều. Ai đây, thằng nhóc à? Ơi, ngươi có ngon thì ngươi hãy khinh hết được những đồ vật này đi, rồi sau đó hãy nói chuyện với ta, thằng nhóc. Trời ơi, tưởng gì, có mấy cái tivi, mấy cái rương, mấy cái thùng gỗ này thôi mà ông tưởng là nó nặng lắm hả? Trời ơi, rồi còn đứng đây kiêu ngạo khoe khoang mọi người là mình là người mạnh nhất ngôi trường này nữa chứ, nghe mắc ối. Thằng nhóc đi. Được, nếu mà ngươi đã nói như vậy rồi thì chúng ta hãy quyết đấu đi. Ta mà khinh được món đồ mà ngươi giao ra, ta sẽ nhận được 10 kim cương.
Còn nếu mà ta không khinh được món đồ mà ngươi giao ra, ta sẽ trả cho ngươi hẳn 1.000 kim ngương. Ngươi chơi không hả? Wow, vậy luôn á hả? Vậy luôn á? À, trời ơi, hợp lý anh em ơi. Trời ơi, anh em ơi, vô mánh. Tên này không biết á, là cây búa của Thor là chỉ có một mình Thor với lại là Captain America mới có thể khinh được thôi. Cây búa này ngoài bọn mình là không ai khinh được đâu. Trời ơi, chết ổng rồi. Đây, trên tay tôi đang cầm là một cây búa đây, thì ông có khinh nổi cây búa của tôi không? Chỉ là một cây búa nhỏ xíu, vậy mà ngươi cũng đòi thách thức ta sao? Đây nè, khinh thử đi, đó, khinh thử đi. Được rồi, giờ cây búa chút xíu à. Rồi, đâu rồi, khinh rồi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao nằm xả lai luôn rồi? Cây búa này, tại sao lại nặng đến như vậy chứ? Khinh lên đi, ráng lên. Mình phải đứng dậy thôi, đứng dậy không được. Cây búa này tại sao hả? Ngươi chắc chắn là có một cái mù mẹo gì đó trong đây rồi. Ngươi cầm cho ta coi. Trời ơi, dễ ẹt coi nè, cầm nè. Đó, cầm bình thường nè, cái búa cầm bình thường nè, tán nè, thấy không nè, bình thường. Ủa, cái búa này nhẹ hiu à, có gì đâu nặng. Nè, không tin cầm lại đi. Trời ơi, anh em thấy không? Cầm có cây búa chút xíu thôi mà té lên té xuống, mày đặt xưng là hiệp sĩ này hiệp sĩ nọ. Trời ơi, quê quá. Cây búa này nặng quá. Chắc chắn là trong đây có mù mẹo gì rồi. Mù mẹo gì là mù mẹo gì? Nói chung là bây giờ nè, ông khinh cây búa của tôi không được, bây giờ ông trả cho tôi 1.000 kim cương nhanh lên. Cây búa của tôi là có mỗi một mình tôi cầm được thôi này, thấy không nè, cầm bình thường mà có gì đâu. Trời, yếu xìu. Thằng nhóc này, mày dám là mất mặt ta trước mặt cái trường như vậy sao? Anh em, hôm đó. Ôi, cái gì? Trời, cái gì mà đông quá vậy? Trời ơi là trời, anh em ơi, sao lần nào mình đi mà mình vô trong trường là thế nào cũng gặp côn đồ nhào vô đánh mình vậy, nhưng mà lần này là mấy tên côn đồ này nhìn y như là ninja hắc ám vậy anh em. Trời, đen thui thôi lùi. Trời, không được. Ôi, bên đây cũng có nữa hả? Tụi mày ăn búa đây nè, một búa, hai búa. Ôi, chết hết luôn này. Ôi, cái búa này nó cũng mạnh ghê anh em, đập chết người luôn này. Ôi, đông quá, trời ơi, đông quá vậy. Trời ơi, trời, tha cho tôi. Tha tôi đi. Cái gì mà đông quá vậy trời? Còn một con ở đây nè. Hey, đỡ cái búa nè, rồi chết queo luôn. Ôi, nhà vô đây. Một búa, hai búa, ba búa, bốn búa, năm búa, sáu búa, bảy búa, tám búa, chín búa, mười búa. Ê, trời, đông quá. Ôi, nhưng mà cái búa này mạnh thiệt nha, đập chết hết luôn nè. Ôi, đi vô đây. Ừ, đúng rồi, mình sẽ dẫn bọn nó đi vô đây cho nó dễ đánh. À, tụi mày ghen hả? Nhà vô đây, được rồi, nhà vô đây. Trời ơi, không biết lượng sức mình này, nhà vô đây. Trời ơi, tán bọn nó văng như pháo bông luôn anh em ơi. Trời, nhà vô đây, đỡ nè. Hey, rồi chui xuống đây hết, nhanh lên. Ôi, đánh tao văng lên đi. Ok, cảm ơn mày nha, đánh tao văng lên nha. Trời ơi, leo lên. Sao leo không được ta? Hey, bắt cua hai lóc leo lên coi. Leo lên. Ok nha, đập lóc này ra, leo ra đỡ vậy. Xui quá. Đập ra, nhanh lên trời. Ok, xong rồi, leo lên. Ôi, ở dưới đó luôn đi nha, liêu. Ôi, ngoài đây còn mấy thằng nè, nhau đây. Một búa, hai búa, chết queo hết, trời ơi. Rồi, nhưng mà ở dưới đây là nhiều nhất nè anh em. Bây giờ mình nghĩ là mình phải giết hết đám ở dưới này luôn anh em ơi. À, cây búa này mình nghe nói là nó có sức mạnh gì đó, sấm sét gì đó, nghe ghê lắm. Bây giờ mình phải sử dụng thử sức mạnh này mới được. Sức mạnh mà đấm vỡ, đập vỡ mọi thứ thì mình đã dùng rồi. Bây giờ thì sẽ giết hết bọn này bằng sức mạnh sấm sét nha. Ơi, hỡi búa thần, hãy ban cho ta sức mạnh của ngươi. Bay lên. Trời ơi, em ơi, ghê chưa nào. Bây giờ mình sử dụng cây búa cái thò, mình chịu hồi sức mạnh, mình có thể bay lên trời được luôn nè. Trời ơi, chết bọn quái vật với mình rồi. Trời ơi, tụi quái vật này bây giờ là sẽ thành tôm tép đây. Ôi, chịu hồi thần sấm sét. Đánh, chuẩn bị chưa mấy con quái vật kia. Hãy chuẩn bị đỡ đây. Ôi, đánh. Ôi trời ơi, banh xác hết luôn anh em ơi. Mình có hơi mạnh tay quá không ta? Bên kia hình như còn một tên đang đứng. À trời, đứng đó hả, hãy đỡ nè. Rồi, banh xác luôn. Ok, còn vài tên bên ngoài, bây giờ ra xử mấy tên bên ngoài nữa là xong luôn. Ok, đi ra ngoài xử thêm mấy tên ngoài đây nữa vậy. Trò lại đây. Ăn cái búa nè. Gõ búa vào đầu nè. Gõ búa vào đầu nè. Trời ơi, cái búa đúng mạnh luôn anh em ơi. Gõ búa vào đầu.
gõ búa vô đầu mày nè. Trời ơi, tưởng là tao yếu hả? Hãy nhìn đây. Để đến coi. 1, 2, 3, 4. Trời ơi, 4 tên đang nhào lại chỗ mình anh em ơi. Lại đây, lại đây. Ok, từ phải đứng xa ra xíu. Không thôi là nó nổ chết mình luôn đó. Ơi, chiêu hồi thần sấm sét. Rồi, chết queo hết luôn. Rồi, bốc hơi luôn anh em ơi. Trời ơi, cây búa của Thor đúng là siêu mạnh luôn anh em ơi. Trời 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 trời. Lại đây nè, mấy tên kia. Ủa rồi tên thập sĩ đâu ta? Sao bây giờ còn có mấy tên lính này? Chắc là sợ mình quá chứ gì. Lại đây, ở đây, ở đây. Ăn cái búa nè. Rồi ơi, tên bên đây nữa nè. Ăn cái búa nè. Rồi chết queo luôn. Còn tên nào không? Ôi, trời ơi anh em ơi. Nhìn kìa, sợ mình đến nỗi bây giờ phải leo lên ống nước, đứng trên ống nước. Trời ơi, sợ mình quá anh em ơi. Rồi, đứng trên đó đúng không? Hãy đỡ đây. Sợ quá gì. Đỡ nè. Đỡ nè. Ôi trời ơi, chết chết chết. Ôi, mình cũng bị mất máu rồi. No, 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 no. Cái này nó hơi nguy hiểm anh em ơi. Đỡ nè. Đỡ nè. Đỡ nè. Đỡ nè. Ôi ôi chết queo hết luôn. Đỡ nè. Chạy lại đây đi. Chạy lại đây đi. Trời ôi ôi chết queo hết luôn. Trời đúng là cây búa ha, còn tên đứng bên kia kìa. Đứng đó hả? Rồi chết queo luôn. Phá luôn mấy cái thùng luôn. Phá hết luôn. Phá luôn đồng hồ của trường luôn. Bậy. Mình hơi phá. No, không được được. Ok, mình đã giết được hết mấy cái bọn lính này luôn rồi. Trời ơi, mấy tên yếu xèo. À còn mấy tên bên đây nè. Uầy, hai nhóc. Rồi chạy lại đây, chạy lại đây. Chạy lại đây. Chạy lại đây. Rồi chết queo luôn. Trời ơi, giết hết luôn rồi. Ôi, tính ra cái búa của Thor mạnh vậy luôn hả trời. Tính ra cái búa của Thor bây giờ mình phá luôn ngoài trường được luôn anh em. Wow, mạnh ghê luôn á. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịt, Timmy TV và Camui TV, để subscribe ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cũng đừng quên đăng ký ủng hộ cho những người bạn của mình nữa, đó chính là Kyron TV nè, Simmy nè, Sammy Đào, Khang Dừa nữa nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và những bạn nào mà thấy thích cây búa của Thòi, đừng quên bình luận lại số 1 cho mình biết nha. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại anh em những lần video lần sau. Bye bye. Yêu anh em phải đau. Cái gì vậy trời, mình lỡ tay. Tạm biệt anh em nha. Bye bye.